Đây là con Antiona 5 RX-C46. Bây giờ em sẽ test lại các chức năng một chút xíu trước khi mà đóng gói và gửi cho anh. Trước hết là tôi sẽ test bằng cái đường line nha, line in. Anh chắc là sẽ sử dụng đường line in nhiều, tôi sẽ test cái đường line in trước nhé. Cắm điện thoại. Line in thì mình chọn chế độ line in đây. Thầm chào nhau thôi, giờ vĩnh biệt người ơi. Ngày buồn đã tới, nay giây phút tôi xa người. Tình đã ua nhau, mình đã thôi nhau. Từ đây biết rồi đời tôi sẽ đi về đâu. Nẻo đường năm xưa giờ vắng lành chiều mưa, lời nào đã hứa còn lưu giữ chỉ thêm thừa. Người thương ai rồi, người hết thương tôi, người đâu biết rằng lòng này tan nát tay vai. Mà tôi đâu có hay, ôn khiến cho mặt vậy sao gặp được Agnes bộ đôi tác động vít. Mà tôi là khi đã cho anh rồi, cả cuộc đời tôi bây giờ đây đổi lấy đơn côi. Thôi anh hãy vui với người, riêng tôi sẽ tự tìm một nơi chốn cõi đời. Kỳ vọng bao nhiêu nào có được gì đâu, người càng níu kéo càng xui khiến thêm u sầu. Thì thôi tôi đành giải thoát cho tôi, để tôi khóc cười đừng cay đắng môi bờ môi. Bây giờ sẽ test phần băng nha, băng thường thôi, băng thường loại rẻ tiền. Đấy, mình chọn chế độ đây, bật xuống phần băng nha. Ngày mai anh em từ
vừa tái con lôi này. Test phần radio nha, bật lên chức năng radio ở giữa này, ở giữa là radio là ai mấy em rất là nghe nó rất là lạ tai. Còn trong các tác phẩm âm nhạc thì họ vẫn tuân thủ những album trước đó, ba album. Làm được cái chuyện mà liên kết theo chuỗi để mà hướng đến thị trường có cái giá trị tiêu thụ sản phẩm hóa cao nhất. Cũng theo anh hiểu thì nó cũng tốn không ai em. Mình thấy rõ là nông nghiệp là một trong những ngành đầu tư dễ mang lại rủi ro nhất do rất nhiều nguyên nhân khách quan. Vậy thì vì sao mà trước hội đồng và đồng bào sau đây chúng tôi kính mời đại diện hội đồng giám sát lên kiểm tra các quả banh và các lòng cầu. Dòng cái vốn đầu tư nhanh hiệu quả ngay trước mắt là dài hơn so với đấy. Tôi đã test lại các chức năng của nó bao gồm đường line in, cắm điện thoại, băng và radio. Tất cả các chức năng hoạt động tốt anh nha. Thông cảm vì giao hàng chậm trễ vì đột xuất phải về quê. Ok. Xin chào anh nha.